Hi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái cây cung bằng mía. Mình gọi nó là cây cung tử thần. Ok, đồ nghề của chúng ta thì cần những cái như sau. Ở đây các bạn thấy rằng là có một cây mía này, một cây chổi này, một cây tre này. Các bạn đang nghĩ cây tre này để làm mũi tên không? Một cái dây ly băng, một con dao, cần thêm cái đinh và dây chun. Đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chế tạo rất là đơn giản. Cái này là cây mía ăn được nha các bạn, nhưng mà nó sẽ trở thành một cây cung bắn được và có thể bắn xa hàng trăm mét. Trước mắt là phải ăn để nạp năng lượng cái đã. Mèo mèo. Mèo ăn mía không? Mèo 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 mèo. Ăn mía không? Mèo mà rồi ăn mía. Mía nhà chồng rồi đấy các bạn, ngọt lắm. Mía đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nào. Rồi bây giờ kế hoạch là như thế này nhá. Mình sẽ chọn một cái cây mía cong cong như thế này đúng không? Giờ mình lấy một đoạn để làm cái cánh tay đòn thì nó khoảng chừng này thôi. Có nghĩa là mình sẽ chặt bỏ bớt đầu đuôi đi. Rồi, làm dây cung thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây ly băng này. Đây các bạn nhìn, chúng ta có một cái dây ly băng này. Dây này dùng để trang trí đỏ đỏ như thế này đẹp đẹp. Còn nếu mà không có dây ly băng này thì các bạn có thể sử dụng dây xanh đỏ mà để cột đồ linh tinh ấy. Còn mũi tên thì chúng ta sẽ lấy từ cây chổi này ra này. Đây, muốn mũi tên nhẹ mà bay xa thì chúng ta phải lấy từ đây ra. Dùng cây tre nó không bay xa đâu, nhưng mà dùng cây chổi này có thể bay xa được gấp rất là nhiều lần này. Đây là một cây chổi hư của mẹ mình. Thực tế thì nó vẫn là còn dùng được. Đây mũi tên của chúng ta đấy. Còn cái này để làm gì nhỉ? Cái này là để làm cái đáy mũi tên này. Bởi vì là nếu mà cái cây chổi thì nó mềm, nếu mà bắn nhiều thì nó sẽ bị toát cái đít của mũi tên ra. Chúng ta sẽ dùng cái này làm đáy mũi tên này. Ngoài ra thì chúng ta cần có dao này, đinh này và dây chun. Dao để chặt mía, để vót cái đáy mũi tên này. Dây chun để cột cái đinh này vào trong cái đầu mũi tên này. Muốn làm cái mũi tên bay xa thì một đầu nó phải nặng, còn phần thân nó phải nhẹ nhẹ thôi. Rồi các bạn sẽ thấy nó lợi hại đến chừng nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ cột cây cung trước đi ha. Cây cung này thì như vừa nãy mình nói, chúng ta phải chặt bớt đi. Để mình xem là chặt đến đây ha. Chặt đến đây. Ok, cái này chúng ta bỏ sang một bên, phần dư như này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ dùng dây chúng ta cột lại này. Cột thì có rất là nhiều kiểu cột, các bạn cứ cột cách nào mà các bạn cảm thấy nó chắc chắn nhất là được. Mình sẽ cột theo cách của mình. Vẫn chưa đủ căng rồi. Phải căng nữa cơ. Do là cây mía nó mềm, nó đang ăn sâu vào thân cây mía này. Ok, lần này thì chắc chắn rồi. Quấn luôn khuyến mãi cho vài vòng nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã có xong cây cung rồi. Đấy các bạn thấy nó kêu không? Cái này bắn một cái là quân địch nó tưởng mình đang bắn súng. Ok. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta chế cái mũi tên nào. Bây giờ phải làm tháo cái cây chổi này ra. Cây chổi này cũ rồi cho nên là cho nó hy sinh luôn. Cái này là bày cho các bạn nào mà muốn đi săn nhá, chứ không phải là để các bạn lấy ra các bạn làm, các bạn đi bắn linh tinh đâu. Cái này cũng được nhưng mà nó hơi xấu. Cái này hơi cong.
cái này hỏng rồi. Cây chổi này xài kỹ quá. Bình thường là nó te tua một tí là cho nghỉ hưu được rồi. Đằng này mẹ mình cứ tiếc. Ok, cây này là ổn này. Mình đã tìm ra được cái mũi tên của mình rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cột cây đinh vào. Cái nào làm đầu ta? Lấy cái này làm đầu ha. Rồi, chẻ ra, chẻ đôi cái đầu của cái cây chổi ra, cho cái đinh vào giữa. Thực tế thì nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà tạm tạm đi. Cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn phải giải quyết. Này bắn được một lần chắc là hỏng luôn cái mũi tên. Nhìn nó hơi bị dị các bạn ạ. Không được đẹp cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Ok, bây giờ chúng ta vót cái đuôi mũi tên này. Một lát nữa rồi mình sẽ cho các bạn quan sát cự ly gần. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chỉ hoặc là dây chun chúng ta cột lại. Nhưng mà tốt nhất là mình sẽ sử dụng chỉ. Đây, trước khi cột mình sẽ cho các bạn xem cái cấu tạo của cái mũi tên này nhé. Đây, cái mũi tên này các bạn. Các bạn thấy mình cột nó có vô duyên không? Đáng nhẽ là cái này là chúng ta phải sử dụng kéo cắt sắt hoặc là dao chúng ta chặt nó đi này. Đấy. Thì nó sẽ nhìn rất là gọn. Ở phần đuôi thì chúng ta chỉ cắt bằng đi thôi ha. Sau đó chúng ta vót cái này nhọn này. Đây, các bạn thấy rằng là một cái đầu thuôn nhọn. Sau đó chúng ta nhét nó vào đây. Rồi bây giờ chúng ta cột. Lấy chỉ chúng ta cột lại. Bởi vì sao lại không sử dụng dây chun? Bởi vì mình sợ là khi mà mũi tên nó bay nó va vào cái thân của cây mía, nó sẽ bật vào mặt chúng ta. Nên là dùng chỉ là tốt nhất. Ok, mình đã chế biến xong cái món cung cây mía tử thần của mình rồi. Thực sự là very dangerous. Nó có thể bay hàng trăm mét nếu các bạn không tin. Nhưng mà thực sự là bắn nó có thể bay hàng trăm mét với cái kiểu mũi tên này. Và bây giờ chúng ta phải đi thực hành thôi, ok? Đây, các bạn có thấy cái gốc cây ngoài kia không? Từ đây ra đấy là khoảng tầm gần chục mét đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắn cho các bạn xem này. Đây, chúng ta sẽ lắp mũi tên vào. Nên thực hành ở những chỗ nào mà nó không có người nhá. Mèo, đi ra. Mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Lại đây, come on. Mèo 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 mèo. Đấy, diễn viên quần chúng đấy, cẩn thận. Bắn chúng nó là nó đi, nó hy sinh luôn đấy. Nào, mình bắn nào. Đấy, các bạn thấy rằng là đã bắn vào trong cái gốc cây đó rồi. Bây giờ chúng ta lại xem nhé. Ngày xưa là mình sử dụng cái cây cà phê. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn thấy rằng là mũi tên găm chặt vào luôn rồi này. Ok. Đây, mũi tên vẫn không xi nhê, thì cả bây giờ chúng ta ra chúng ta làm lại. Bây giờ mình sẽ bắn đàng hoàng này, mình sẽ bắn lên phía bên trên kia. Thì khi bắn thì mũi tên nó thường sẽ bay theo hình vòng cung, nó sẽ lao dần xuống. Cho nên là nếu mà bắn bằng cung thì chúng ta thường phải nhắm cao hơn mục tiêu một chút các bạn ạ. Mình sẽ nhắm nào. Oh my god, nó găm vào cái cây luôn rồi. Đó, các bạn thấy mũi tên nó găm vào thân cây không? Đây, các bạn có nhìn thấy cái mái tôn mình dựng ở ngoài bờ rào kia không? Từ đây đến đấy là khoảng hơn 10 mét đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nhé. Nào, đầu tiên là đứng thật ngay ngắn. Dương cung lên. Mình bắn cung bằng tay trái. Đấy. Đưa mũi tên lên. Mũi tên đặt theo hướng này. Rồi. Nhắm vào mục tiêu là mái tôn. Bắn. Bắn hụt rồi. Chắc là mới bắn phát đầu tiên nên là tay đang còn run. Các bạn thấy đấy, bắn cung rất là nguy hiểm, nhất là những người mới tập bắn giống như mình.
mũi tên có thể bay chật sang bên trái hoặc bay chật sang bên phải, thậm chí là lên trên xuống dưới, rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta bắn ở những cái vùng nào mà không có người nhá. Đấy, như mình là phải đặt một cái mục tiêu to như là con gà tây, à quên, to như là con voi như thế kia mà mình mới bắn trúng được kìa. Làm lại nè. Wow, thật là kinh dị, mặc dù là không xuyên qua được cái tấm tôn. Thế này là mình làm Robin Hood được rồi. Cái tấm tôn to thế, bắn còn chật ra ngoài thì còn dưới đứa trẻ con nó cười tròn. Bắn lại lần nữa nào. Thực tế thì tay mình kéo không đủ lực các bạn ạ. Cái lực của nó rất là cứng luôn. Chắc là phải để cây mía nó dài ra thêm một chút nữa để tạo cái sự uốn dẻo ấy. Đấy, các bạn thấy rằng mình bắn xuyên vào trong mái tôn rồi đấy. Các bạn thấy mũi tên của mình bền không? Thực tế là mình bắn thử như vậy để cho các bạn xem là cái khả năng chịu đựng của cái mũi tên nó như thế nào. Rất là bền phải không nào? Đây các bạn nhìn là sau một lúc thì mũi tên của mình nó cũng có bị biến dạng nhưng mà không bao nhiêu cả. Ok, bây giờ mình sẽ bắn cho các bạn xem nhé. Wow, rất là hoàn hảo phải không nào? À, một pha cắt ghép rất là điêu luyện. Đây, các bạn nhìn thấy rằng là mình có một cái trái đu đủ này đã hỏng rồi. Giờ mình sẽ bắn ra cho các bạn xem. Gì thế này, cái tâm tồn nó cứng thì nó không sao, mà bắn vào quả đu đủ cái là nó gãy luôn rồi này các bạn. Vậy là cái mũi tên này cũng yếu sinh lý. Thế được rồi. Rồi thì sau cái video này mình rút ra 3 điều. Thứ nhất, đó là trẻ trâu thì không nên chơi cung. Thứ hai, đó là mũi tên cực kỳ quan trọng. Và thứ ba, cánh cung cũng hết sức quan trọng. Thực tế cây cung mía chỉ là để chúng ta xem và giải trí thôi, sau đó là chúng ta sẽ ăn mía đấy. Chứ còn để mà săn bắn thì thực tế là không ăn thua rồi. Rồi thì đó là một cái clip vui ngày hôm nay. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.